Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn tỉnh quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 34 ngày 20 tháng 4 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đồng chí Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Hội nghị được đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn thông qua chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ thị nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp các ngành trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tuy nhiên, ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, một số cán bộ đảng viên công chức viên chức trong thực hiện nhiệm vụ còn những hạn chế khuyết điểm, năng lực công tác chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm. Một số cán bộ đảng viên giảm sút ý chí, làm việc thiếu trách nhiệm, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Đặc biệt, một số cán bộ lãnh đạo quản lý thiếu gương mẫu, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng, làm giảm sút niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Để phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc 5 nội dung trọng tâm mà chỉ thị 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành. Tiếp tục triển khai kết luận 21 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy trách nhiệm nêu gương, trước hết là người đứng đầu, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chỉ thị số 34 nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện phương châm 3 điều cần làm, 4 điều cần tránh. Cụ thể, 3 điều cần làm là nói đi đôi với làm điều đúng vì lợi ích chung, làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới, làm mang lại hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất. 4 điều cần tránh là tránh làm sai, làm trái tư lợi cá nhân, tránh đụng đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, tránh làm việc qua loa đại khái, không mang lại hiệu quả, tránh ăn phận thủ thường, dị hòa vi quý. Tổ chức rà soát quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, thường xuyên kiểm tra giám sát, thanh tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương của đảng, pháp luật của nhà nước và chức trách nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện chỉ thị theo phương châm 3 điều cần làm, 4 điều cần tránh, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân và phê bình, xử lý các tổ chức đảng không thực hiện và thực hiện không đúng nội dung của chỉ thị. Tiếp đó, đồng chí Bùi Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông qua mục đích yêu cầu nội dung hình thức và đối tượng tổ chức quán triệt chỉ thị 34 sau hội nghị này. Thời gian hoàn thành việc quán triệt học tập trong tháng 5 năm 2024, đồng thời lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương phát biểu thống nhất cao nội dung của chỉ thị, đồng thời xây dựng nội dung chương trình sớm triển khai sâu rộng trong cán bộ đảng viên công chức viên chức, nắm bắt rõ nội dung chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ sớm đi vào thực tiễn của công việc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí quyền bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, đây là chỉ thị rất quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của Ban Thường vụ tỉnh. Cốt lõi trọng tâm nhất của chỉ thị là 3 điều cần làm, 4 điều cần tránh. Phân tích sự quan trọng của chỉ thị, người đứng đầu Tỉnh ủy cho biết, tất cả cán bộ đảng viên công chức viên chức đều nghiêm túc thực hiện. Điều này cho thấy phạm vi lan tỏa rất rộng, nó tác động sâu sát, có tính thực tiễn hàng ngày, hàng giờ. Tất cả hướng đến mục tiêu để Lâm Đồng hoàn thành thắng lợi mục tiêu các nghị quyết của đảng. Những ngày qua, tôi cũng được biết là nhiều đồng chí cán bộ đảng viên, nhiều cấp ủy tổ chức đảng cũng trao đổi, cũng bàn luận, xoay quanh cái chỉ thị này khi mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành. Tức là chưa quán triệt triển khai thì chúng ta cũng đã có cái trao đổi bàn luận. Và đồng chí trưởng ban dân vận mới chuyển cho tôi một cái pano tuyên truyền ở huyện Bảo Lộc, nói về 3 điều cần làm, 4 điều cần tránh. Như thế thì cái sự hưởng ứng, cái sự quan tâm của cán bộ đảng viên từ tỉnh đến cơ sở rất là tích cực, rất là tốt. Thì tôi cho rằng cái sự quan trọng của chỉ thị bước đầu
đã được thể hiện, đã được khẳng định trong quá trình quán triệt triển khai thực hiện. Vì sao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lại ban hành chỉ thị trong bối cảnh hiện nay, thể hiện cái sự cần thiết, cái sự cấp bách của vấn đề. Như vậy là chỉ còn trọn một năm nữa thôi là chúng ta đã tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở. Và nếu như chúng ta không thi đua nước rút, nếu như chúng ta không quyết tâm, thì có khả năng nhiều chỉ tiêu mục tiêu chúng ta đề ra không thực hiện được. Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, vì sao Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị này và trong thời điểm này, Lâm Đồng đang thi đua nước rút để hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Nếu chúng ta không đẩy mạnh thi đua thì rất khó để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết đề ra. Đơn cử khó khăn trong quý 1 về tăng trưởng kinh tế, đứng thứ 54 của cả nước và không thu hút được dự án đầu tư nào. Phân tích thêm về nội dung chỉ thị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định một số nội dung cốt lõi quan trọng, nhất là những cái có lợi, có ích làm đúng, có lợi cho đảng, nhà nước và nhân dân thì nên làm. Đối với những điều không tốt, không có kết quả, không đúng thì không nên làm. Cái hồn cốt của chỉ thị nó thể hiện ở 4 điểm sau đây. Cái thứ nhất là chỉ thị yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên của chúng ta trong thực thi công vụ làm sao thể hiện cho được là việc đúng thì chúng ta làm, mà việc sai thì chúng ta tránh. Cái điều thứ hai là việc gì, điều gì có lợi cho dân, cho đảng thì chúng ta làm, mà có hại cho dân, có hại cho đảng thì chúng ta tránh. Cái điều thứ ba, khi chúng ta phân biệt điều đúng, điều sai, điều phải, điều trái, để rồi việc gì phải làm, việc gì phải tránh, thì chúng ta phải làm hết trách nhiệm, làm quyết tâm cao, tư duy đổi mới và mang lại kết quả cao nhất, tốt nhất. Và chúng ta phải hết sức tránh cái tâm lý làm việc cầm chừng, qua loa, đại khái, làm việc dĩ hòa, quy quý, thấy đúng thì không dám bảo vệ, mà thấy sai thì không dám đấu tranh. Để rồi chúng ta có cái sự cụ thể hóa cho nó phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, của đơn vị mình. Để chỉ thị sớm đi vào thực tiễn công việc, đồng chí Nguyễn Thái Học yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải thực sự gương mẫu, có trách nhiệm quán triệt, triển khai chỉ thị tại đơn vị một cách nghiêm túc và chịu trách nhiệm được giao. Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, chỉ thị không chỉ chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có tác động lớn đến xây dựng cơ quan đơn vị địa phương xanh, sạch, đẹp. Nhất là thành phố Đà Lạt phải khẳng định được là thành phố hoa xinh đẹp, thân thiện trên các lĩnh vực. Nhấn mạnh đến công tác cán bộ, chỉ thị nêu rõ những hạn chế thời gian qua của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Chính vì vậy, từ nay công tác cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ phải thực sự chặt chẽ, phải tìm được người có năng lực chuyên môn tốt. Tuyệt đối không để cán bộ giữ cương vị lãnh đạo làm việc không hiệu quả, vụ lợi vào hệ thống chính trị như chỉ thị đã nêu rõ.